Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với podcast văn học nghệ thuật của Báo Hà Tĩnh. Chương trình có tại địa chỉ baohatinh.vn và kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Tác giả Nguyễn Hằng là cây bút không chuyên. Chị đang công tác tại trường Đại học Hà Tĩnh. Gần đây chị sáng tác khá đều tay ở nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, tản văn. Trong đó tản văn của chị là những mảnh vụn ký ức đẹp đẽ, rất riêng tư mà lại rất gần gũi với nhiều người. Hôm nay chúng ta hãy đến với tản văn Thương mùa lúa chẽn đồng đồng của chị. Bài viết đăng trên báo Hà Tĩnh cuối tuần ngày 3 tháng 8 năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự thể hiện của giọng đọc Trâm Anh. Tháng 8 mùa thu, tiết trời dịu mát hơn với những cơn mưa bất chợt đến rồi đi không báo trước. Một buổi sáng, khi đang nhanh chân rảo bước qua cánh đồng lúa đang thì con gái mang một màu xanh tươi mơn mởn. Tôi thốt nhiên dừng chân, thích thú ngắm nhìn quang cảnh căng tràn sức sống đang hiện hiện trước mắt. Những giọt sương mai long lanh đang nương mình trên ngọn lá lúa, mong manh nằm lặng yên soi bóng mây trời. Bạt ngàn lá lúa là bạt ngàn những giọt sương mai dệt thành bức tranh thiên nhiên tinh khôi vô cùng đẹp mắt. Chỉ mới đây thôi, vụ mùa vừa kết thúc, hạt lúa mới khô khén được vài hôm, chưa kịp di chuyển và bổ thóc, đã được quay vòng đưa ra ngâm giống và gieo trở lại cánh đồng. Cái chói chang gay gắt của nắng hạ như thiêu đốt làm thân mạ vàng oặt như những đứa trẻ suy dinh dưỡng. Vậy mà chỉ hơn tháng sau, nước hồ kè gỗ tràn về, lúa vươn mình sinh trưởng mãnh liệt, không ngừng vươn lên để đón nắng đón gió. Tiết trời chuyển giao cuối hạ sang thu, thời tiết ẩm ương, nắng mưa bất thường, kéo theo những cơn sông với sấm chớp đì đùng. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, mưa đổ xuống rằn rạt trong sự reo hò vui mừng của vạn vật rồi tạnh ráo một cách chóng vánh. Đó cũng là lúc cánh đồng lúa đang thì con gái trở mình bung chẽn đồng đồng. Từng nhánh lúa non tách dần ra khỏi bụng, thẹn thùng khoe những hạt lúa sữa trắng nõn, khe khẽ tỏa hương thơm ngọt thanh dịu mát. Sau mỗi đêm, chẽn đồng lại lớn hơn một chút, như thể đang chạy đua cùng nhau thoát khỏi đọt lúa non mà trổ bông đều tăm tắp. Thư thả tản bộ giữa cánh đồng quê vào mỗi dịp như thế, ta như đắm mình trong thứ hương thơm dân dã mà ngọt ngào của lúa đương thì con gái cứ mặc nhiên lan tỏa, thấm sâu vào từng tế bào. Tôi nhớ ngày còn thơ bé, thủa hàn vi đói kém, bữa cơm độn khoai chẳng bao giờ lấp đầy những chiếc dạ dày đang tuổi ăn tuổi lớn. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi suốt ngày chạy nhảy nô đùa, nên chỉ non trưa là bụng đã thi nhau sôi ủng ục. Đang ở ngoài đồng, cả bọn nháy nhau lùa trâu buộc vào lũy tre đầu làng, rồi kéo nhau trở ra ruộng lúa rút đồng đồng ăn ngấu nghiến. Cái vị ngọt thơm của đồng lúa đi đến đâu chúng tôi tỉnh người ra đến đấy, vừa ăn vừa ghé mắt canh chừng xem có bóng chủ ruộng ra thăm lúa hay không, để còn kịp chạy thoát thân. Nghịch ngợm là thế, nhưng trong giờ văn học, khi nghe cô giáo giảng bài hạt gạo làng ta,
biết được hạt lúa là kết tinh của bao công sức mồ hôi của người nông dân giữa trưa hè nắng cháy. Chúng tôi lại cúi đầu ngậm ngùi, thầm đưa mắt nhìn nhau đầy ân hận. Vậy là lần sau, dù đói bụng đến mấy, chúng tôi cũng gắng chịu, không còn bén mảng lại ruộng lúa chút đồng đồng ăn chống đói nữa. Mùa thu năm nay, thời tiết trở nên khó lường. Bão đến sớm hơn khi áp thấp nhiệt đới liên tục tràn về. Buổi tối ngồi xem dự báo thời tiết, thấy nét mặt bố mẹ trở nên đăm chiêu căng thẳng hơn trước cảnh các tỉnh vùng phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão. Nước dâng ngập hết cả nhà cửa ruộng nương. Mẹ khẽ chép miệng. Lúa đang kỳ phân nhánh, làm đồng. Mà ngâm nước thế này thì còn hy vọng vớt phát gì nữa. Lại mất trắng mà thôi. Dù không nói gì, nhưng lòng tôi rưng rưng niềm thương cảm. Thương cho cây lúa đang thì trổ bông, lại gặp mưa bão vùi dập bao nhiêu. Lại càng thương người nông dân vất vả hai sương một nắng, với bao hy vọng mong chờ vào cây lúa, nay đối diện với nguy cơ mất mùa do mưa bão ngập úng. Cả đời người nông dân chỉ quay quanh đồng ruộng, trông mong vào cây lúa. Như thể một đời cha mẹ tần tảo lo toan, chỉ để gửi gắm mọi hy vọng vào sự trưởng thành của các con. Chỉ mong thời tiết thuận hòa, để cây lúa mặc sức làm đồng trổ bông và chịu hạn, để vụ mùa càng thêm bội thu, để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui thu hoạch mùa vàng.